chúng tôi được mời đến thăm phòng truyền thống thôn Đồng Lư, xã gì nhỉ? Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thủ đô Hà Nội. Đồng chí bí thư là bí thư chi bộ thôn đang Dương Duy Quân đang giới thiệu cái phòng truyền thống. Mình muốn làm được cái gì mình phải có điện tập cả, mình xin cầm. Thứ nhất là mình xin cầm thêm và đặc biệt là những hiện vật của bà con đây, nói bà con đưa về đây. Bởi vì nếu bà con để ở nhà không ai biết đến, nhưng mà bà con mang cái đây thì cả xã, cả dân làng, cả những nơi khác ở đây. Ví dụ như hiện nay là ở Việt Nam mình có một cái trung tâm di sản các nhà khoa học ở Cao Phong Hòa Bình, là hiện nay là hồ sơ của gần 3.000 nhà khoa học đã tập trung ở đây. Đấy, thì đây cũng thế, đó là chúng ta cứ thu gom về đây đã. Đó là thì trước mắt chúng ta cứ sắp xếp theo từng cái ngày, mà sau này ấy, thì khi mà xây dựng nhà văn hóa này giống như bảo tàng này, thì mình có cơ duyên là được học tại chức ở đại học văn hóa, rồi là những người ở công ty sản văn hóa ở đấy, thì mình từng sắp xếp theo bảo tàng, theo những cái bảo tàng là cứ thời kỳ này, cứ thời gian, theo thời gian không thể sắp xếp như thế, mà mình đây là ở quê thì mình sắp xếp theo chủ đề của, ví dụ như là về truyền thống, rồi là về canh tác trồng lúa này, đặc biệt sẽ từ đây, rồi là cái đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chứ đừng sắp xếp là cứ tất cả là trước đó một năm như này, sau đó một năm này, mình không có biết đâu, làm cùng nhau. Ví dụ nghề mộc này ngày xưa cũng là như này, bây giờ như thế này, đó là ví dụ như là ngày xưa là nhà ta là đấy, bên này là có nhiều thứ đấy chứ. Đây là các cái rất nhiều thứ chứ, phải không? Cả quân đội, cả quân huy chương, xe đạp thồ, biển số, cũng như dưới hộp điện có biển số, có xe tôi mang Trường Sơn được, còn có cái giấy xác nhận được bán ở Trường Sơn mang về đúng số khung với chiếc đồng ấy. Đăng ký. Còn bên này là máy khâu này, đấy, công cụ. Cái lương khai quần cho các thầy xong để tặng nhà bảo tàng. Sao nói là ở thôn mà các bác sưu tầm thế này cũng là thì cho người là coi như nhà bảo tàng cho sao đi về. Đấy, vâng. Những cái hiện vật như là tại đất Đồng Lư này. Tại đất đây. Vâng. Đây chỉ là sao lạ thôi. Sao lạ. À đây có quả đồi đấy. Vâng. Đây là phòng truyền thống thôn Đồng Lư. Đây là các loại sách. Đây là đèn. Sách vở. Ở đây là bọn nó đang tận dụng cái chưa có điện tích nên là bọn nó không có thư viện. À đây là thư viện. Vâng. Đó, thư viện. Nó phải cái này đã bắt đầu phát triển lên được. Vâng. Chúng tôi bắt đầu gom về nhà mình đã, bắt đầu xây được. Chưa có cái gì thì xây cũng chẳng có gì đạt cả. Vâng. Đấy, bảo tàng Hà Nội bây giờ rất là to nhưng mà hiện vật nó không có đâu. Vâng. Làm rất to có hiện vật đâu. Vâng. Phải nói là đây là cũng là kỳ công của thôn ta phải không? Của chi bộ rồi của lãnh đạo thôn. Thế là hay. Tôi chúc chi bộ của thôn ta thành công, nhất định sẽ có cái nhà văn hóa tiến tới thành bảo tàng thôn Đồng Lư. Vâng.